Tình hình là cái gaga của mình á, mấy bữa trước bấm cái remote nó ăn, bấm một lần nó ăn mà bấm lại nó không ăn. Mình cứ nghĩ là nó bị hư cái bo mạch dây trong này, nên mình mới kêu cái một người sửa gaga nó tới á, nó tới nó coi tới coi lui á, nó thay cho mình cái cục này ha. Cục receiver nó chỉ gắn lên đây thôi à. Nó không có mở ra hết. Cái cục này nó có con giống như con dây anten nè. Gắn cục này thôi à. Nó ăn 270. $5 tính tiền công luôn á. Gỡ coi cục này cục gì. Đây, coi cái hiệu nó nè. Hiệu Lionel. Sản xuất tại Trung Quốc. Cục này nó gắn hai cọng dây xuống, em gắn lại đây. Let me put it back. Nó cầu hai cọng dây xuống cái motor thôi. Ăn 275 đồng. Ăn như trắng đen xuống đây. Nó cầu dù. Số 1 và số 2. Đó. Rồi nó rồ ram lại. Nó work. Nó hoạt động rất là tốt. Nó không có mở ra con này hết, không có mở con motor gì hết. Nó chỉ gắn cái cục đó vô cái ổ cắm điện thôi, rồi nó câu hai con dây suốt rồi. Số 1, số 2 ở phía sau này thôi. Number 1, number 2 à. Nó ăn mình $275 là cộng tiền này tiền nọ gì đó. Mình gọi nó tới. Khi mình lên eBay á, mình search, mình tìm kiếm thì cái cục này á có giá là khoảng 20 đến 30 đô, $40 tùy loại, hiệu Liner luôn. Cục này khoảng $24 hay là $37, $37 trên eBay nó bán. Vậy đó là một cái bài học của mình. Không biết à, mình hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn, nếu cái gaga của bạn bấm nó không ăn á thì lên mua cái cục lên eBay, mua cục Resilver Liner gì đó về gắn vô rồi câu con dây xuống tới đây thôi, số 1, số 2 thôi. Rồi mình sẽ set up program nó lại. Program lại thôi. Là mình vẫn tốn khoảng 40 đồng mà. 30 mấy 40 đồng mà mình sửa, tự mình sửa được. Còn cái này lần đầu tiên mình không biết. Nên mình gọi nó. Mình gọi nó. Đây. Mình gọi Tao Khân Thùy nè. Hay để là line nè, cái nó hai nè. Garage stop come down. Hai cái line này nè, receiver nè. Đang là $275 nè. Nếu ai có trường hợp như vậy á thì mình tự mình làm được. Không cần phải kêu người ta tới những anh nó chặt mình cái tiền thành công này nữa. Vậy bấm lên nó xuống nó bật lên rồi.
Nếu bạn thấy cái video này hay á, nên chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho nhiều người ta để ta biết, ta tự ta làm được, không cần phải gọi tới những người mà ở chuyên nghiệp. Chỉ tốn khoảng 30-40 đô la mình order mình từ eBay à. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.